Ừ. Cái nó cũng ăn chết thôi. Cái này là nhỏ bóng bóng á. Dạ. Cái ngọn này nó nhỏ nên mình giật lên lẹ. Nhỏ nhưng mà nó có tôm á. Để coi. Đây là chuyến đi te lần đầu tiên của em mà em đã rút ra được một bài học kinh nghiệm. Đó là hy vọng những anh chị nào đang làm nghề ngư dân mà đang đi te đó thì có thể te cá mình dùng cái điện nhỏ thôi để cho con cá nó không có bị chết luôn. Rồi khi mình vớt lên á thì mình sẽ thả những cái con nhỏ ra. Những con lớn thì mình bắt mình bán thôi. Để bảo tồn cái môi trường này để mốt mình có hàng nữa mình ô ô ô. Cá nó cóc nhiều. Con cá này bỏ xuống nó phồng lên bơi. Trời ơi, cá nóc và tôm rất là nhiều luôn. Nè mấy con to này được bao một cát được có con hai con nè. Và một cái ngọn như vậy là chỉ được vài con tôm to thôi. Dạ được rồi. Đang sống nào, lên dạ. Sống hết nào. Dạ xin hồi hướng công đức phóng sanh này cho Hương Linh, ba của anh Cường. Dạ để cho bác hả được sanh ra ở thế giới lành. Ủa nó đang cầm cái gì trong tay vậy ta? Đây là một con tôm thẻ tươi trong, màu sắc rất là đẹp. Cái này lột à? Lột hả? Đơ, nó lột á, mềm mèo à. À còn mềm hả? Dạ bây giờ mình xin thả xuống sông ạ. À. Như vậy là chỉ bắt được mấy con bơi chậm thôi đúng không anh? Nó bên... thịt điện té hết rồi, này được mấy con to, ghét được mấy con to. Ừ, được 4-5 con. Mấy con này bắt lại được, thôi thả. Thả luôn chứ Sư Huynh. Sư Huynh tiếc núi hả? Rồi, mấy con cá nóc nó phồng to lên anh ơi. Nó nổi lên như bong bóng vậy ha. Nó tự xẹp rồi. À, đây cá nóc đây. Mấy bạn mà mua cá nóc ở mấy cái tiệm thủy sinh á, về vài bữa nó chết bởi vì nó là cá nước lợ nên nó không có sống được trong nước ngọt lâu. Đó, ở đây cá nóc rất là nhiều và nó rất là độc đúng không anh? Biết cách ăn làm thịt được mà to quá bự vậy nè. À, con. Những con cá này nó là thức ăn của những con cá khác mà ở đây cũng không ai ăn nữa hết á. Đây tôm một nùi luôn ạ. Rồi cho anh thả nè. Thả đi. Tự tay anh thả đi, em quay phim cho. Ủa có con cá gì vậy? Cá đối. Dạ một chú cá đối rất là đẹp. Rồi thả. Em chỉ lượm rác lại hôm nay thôi. Rác thải nhựa. Xin mất rồi. Đi ra đi xin đấy chú ạ. Như vậy là đi te mình sẽ rồi kích. Dạ kích điện nhẹ thì nó không có bị gì đúng không anh? Ừ. Đó. Rồi nó bơi theo đàn nè, đẹp không? Rồi thả ra nó bơi theo đàn nè. Cạn ơi. Mắc cạn hả? Mắc cạn. Vậy giờ mình sẽ xuống đẩy thuyền ra ha. Ok. Em hy vọng là những người làm ngư dân quanh đây, ai mà xem được video này sẽ có cái hướng mà đánh bắt theo kiểu bảo tồn, đánh bắt có khoa học để tương lai còn nhiều tôm cá hơn nữa. Và những cái loài có giá trị kinh tế cao á thì mình đánh bắt được mình sẽ thu nhập cao để mình có cơ hội đổi cái nghề khác tốt hơn. Với lại những cái con nào mà thấy lạ, quý hiếm mà trong môi trường sống này không còn nhiều thì chúng ta nên thả nó trở về tự nhiên. Dạ.
đó là việc làm cần thiết. Để em xuống em phụ đẩy thuyền. Được anh lên đi, giờ giờ em đây nha. Ok em hả? Ok em. Dạ. Đó.